Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thể thao trên Bóng Đá Today. Hãy bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để luôn cập nhật những tin tức bóng đá nhanh nhất. Và sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tài năng của Ahmad Traore, tân binh 30 triệu euro của Man United. Barca bán Dembele cho MU với giá 105 triệu euro. Rời Everton theo Walcott về lại nhà cũ. Manchester United đã bỏ ra 27 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Ahmad Traore từ Atalanta. Vậy sao mai 18 tuổi này là ai và có gì đặc biệt mà khiến Quỷ Đỏ phải móc hầu bao để đưa về Old Trafford? Ahmad Traore tên đầy đủ là Ahmad Diallo Traore. Anh sinh ngày 11 tháng 7 năm 2002 tại bờ biển Nga. Khởi đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ Boca Baco. Có một năm chơi bóng tại đây trước khi chuyển sang Atalanta vào năm 2015. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atalanta, Traore có trận ra mắt đội 1 ở Serie A vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 79 trước Udinese. Chỉ 4 phút sau khi xỏ giày vào thi đấu, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Atalanta trong chiến thắng 7-1 chung cuộc. Traore trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2002 lập công ở sân chơi cao nhất Italia. Cho tới nay, Traore đã có 3 lần ra sân cho Atalanta ở Serie A, riêng mùa 2020-2021 thì chưa được đá trận nào. Mùa trước, anh đã ghi được 11 bàn sau 24 lần ra sân cho đội trẻ của Atalanta. Trước đó, ở mùa giải 2018-2019, Traore đã thể hiện phong độ chói sáng khi sở hữu 18 bàn cùng 13 đường kiến tạo cho đội trẻ của Atalanta, tạo tiền đề để giúp anh được đôn lên đội 1. Traore có thể chơi tốt ở cả hai cánh, nhưng sở trường vẫn là hành lang phải. Đây cũng là vị trí mà Man United đang thiếu kể từ sau sự ra đi của Luis Nani. Xét về mặt đẳng cấp, Traore chưa vươn được tới tầm của Jadon Sancho. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ tin rằng họ có thể rèn giũa sao mai người bờ biển Nga đi theo bước đường của Sancho trong 2 hoặc 3 năm tới. Tương tự Sancho, Traore thích giặt cánh phải, song khác ở chỗ tân binh của MU thuận chân trái nên anh thường sộc vào trung lộ trước khi tung ra các cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần. Dù bản chất là một cầu thủ chạy cánh, Traore sẵn sàng di chuyển vào trung lộ để tìm kiếm khoảng trống khi còn thi đấu cho đội trẻ của Atalanta. Điều đó cho thấy cầu thủ 18 tuổi tích cực học hỏi, khám phá cách chơi mới thay vì chỉ bó hẹp ở phạm vi thi đấu của mình. Giống như nhiều cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi khác, Traore đôi khi cắm đầu cắm cổ để chạy với bóng mà thiếu đi sự quan sát. Tuy có khả năng vượt qua hậu vệ đối phương, Traore sẽ cần phải cải thiện khả năng đưa ra quyết định cũng như tung ra những đường truyền hợp lý cho các đồng đội. Với những cầu thủ trẻ, thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Sau Man United nhìn thấy tài năng của Traore nên đã quyết định đưa anh về Old Trafford. Sao mai người bờ biển Nga được đánh giá là viên ngọc thô đầy triển vọng và công việc sắp tới chỉ còn chờ xem liệu Quỷ Đỏ có thể mai giúp anh thành viên kim cương sáng lấp lánh hay không. Thương vụ Traore cũng là bằng chứng cho thấy Man United đang có cách tiếp cận dài hạn cho tương lai thay vì cố gắng ăn sổi như trước đây. Đội bóng xứ Catalan được cho là đã tìm đủ phương pháp để bán Ousmane Dembele cho Man United trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Barca đã tìm mọi cách để thuyết phục MU mua tiền đạo Ousmane Dembele trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã rút lui ở thương vụ này. Theo kế hoạch ban đầu, Barca sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán tiền đạo người Pháp để chiêu mộ Memphis Depay và Eric Garcia trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Bộ đôi này dự kiến sẽ tiêu tốn của Barca tới 45 triệu bảng. Tình hình kinh doanh của đội bóng xứ Catalan trong mùa giải vừa qua là không khả quan khi báo lỗ tới 97 triệu euro. Do vậy, họ buộc phải tìm cách để bán đứt Dembele cho MU với mong muốn thu về khoảng 50 triệu bảng. United quả thật là có quan tâm tới tuyển thủ người Pháp, thế nhưng họ lại chỉ muốn hỏi mượn ngắn hạn cầu thủ này thay vì mua đứt như Barca tính toán. Nỗ lực chiêu mộ hai mục tiêu của đội bóng La Liga vì thế cũng đi vào ngõ cụt. Thay vì Dembele, Quỷ Đỏ đã chuyển hướng sang các mục tiêu trẻ trung hơn, đó là Pelicci và Ahmad Traore. MU kết thúc một ngày chuyển nhượng bận rộn với hai cái tên nữa là tiền đạo Edison Cavani và hậu vệ Alex Telles từ Porto. Trước đó, Dembele đã bị thuyết phục chuyển đến MU sau cuộc nói chuyện với người đồng đội trên tuyển Pháp là Paul Pogba. Tuy nhiên, vấn đề tài chính của Barca đã khiến cho chân sút 23 tuổi lỡ hẹn với Old Trafford. Dembele từng nhận được rất nhiều kỳ vọng sau khi gia nhập Barca với giá trị lên tới là 105 triệu euro. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho cầu thủ này dần đánh mất phong độ đỉnh cao trên sân cỏ. Southampton vừa chính thức mượn được
theo Wancott từ Everton trong mùa giải 2020-2021. Thời gian đầu ở vùng Merseyside, Wancott được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên sau đó ít được ra sân dưới thời của Carlo Ancelotti. Mùa này anh chỉ mới được chơi 14 phút ở Premier League. Theo báo chí Anh, mỗi đội sẽ chịu một nửa lương cho Wancott. Hợp đồng giữ chân sút này với Everton chỉ còn hạn 1 năm. Do đó, khả năng cao anh đã chơi trận cuối cùng trong màu áo xanh. Theo Wancott trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton, năm 2005 được ra mắt đội hình chính. Chỉ sau nửa mùa giải chơi ở Championship, ngôi sao trẻ này đã được ông lớn Arsenal mua về với mức phí cơ bản 5 triệu bảng Anh. Wancott dành 12 năm gắn bó với pháo thủ, ra sân gần 400 trận, ghi được 108 bàn cùng với đội chủ sân Emirates giành 2 FA Cup, 2 Super Cup Anh. Đầu năm 2018, cầu thủ người Anh chuyển tới Everton với mức phí khoảng 20 triệu bảng. Wancott chia sẻ cảm xúc của mình khi trở lại Southampton sau 14 năm xa cách. Tôi có cơ hội chơi cho một số đội bóng khác, nhưng ngay sau khi Southampton đưa ra đề nghị, tôi đã đồng ý. Câu lạc bộ là một phần của tôi, là nơi đã tạo nên một tôi như hiện tại. Câu lạc bộ luôn ở trong trái tim của tôi. Tôi cá là ở lần ra sân đầu tiên, tôi có thể sẽ khóc. Đội bóng này rất có ý nghĩa đối với tôi. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh Bóng Đá Today, ấn chuông thông báo để luôn cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên toàn cầu. Xin chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.